nó chạy hết lưng, chạy hết tay luôn. Cái bộ này nó mới lên hết tay được nhanh, còn cái bộ mà tay dài hơn nữa nó khó lên lắm. Như Dumbo, ta Dumbo. Hồi xưa hưu luôn à, ngày xưa hưu luôn à. Vậy hồi xưa á, là em bán nhất cũng phải chục triệu mà mới đâu mà lấy của em. Cái nó lên hết lưng luôn rồi, nó lên hết tay hết lưng luôn mà. Xin chào anh chị nha. Thì hôm nay em qua nhà mấy ông anh đó, sẵn để ít cá gì làm giống luôn. Rồi sẵn tham quan rồi quay lại cho anh chị về cái chạy cá của mấy ổng. Nói chung là cá rất là VIP luôn nha mọi người, toàn là dòng những dòng cá cao cấp không à, và rất là đẹp luôn. Thì mời mọi người tham quan chiêm ngưỡng chạy cá của mấy ảnh nha. Sẽ hô tay bóp phin si hả? $300,000 một cặp. Nó bộ phin si hồi xưa mà lúc mà mới á, cái con 7-8 cặp nhỏ Quỳnh vậy, Quỳnh Nani vậy ta, thường hay đấu giá 3-4 triệu một cặp, ngày nào cũng đấu giá. Có lúc thì 2 triệu, lúc thì 3 triệu. Bây giờ cái bộ này nó xì đổ rồi, tay gớm rồi. Gơi tay thì bông mà nó lên full nhanh dữ ta, nhỏ xíu không à? Nè anh ép sai hay sao vậy? Nó bình thường đúng không à? Nó có con này con kia mà. Nó lên full chút xíu mà lên full chưa mà. Này bán rẻ cũng chịu mấy. Thì con mà nó mới chạy bụng kìa, mới có giá nhẹ nhẹ không cũng chịu mấy rồi. Nè như con này thấy chưa? Tay bóp dài nè. Nhìn nè. Con mà. Con này đẹp. Mẹ con này nè. Nè tay bóp nè. Tùy con. Cái này là nguyên bậy của anh lên đúng không? Hay là lựa? Nguyên bậy á. Nguyên bậy mà lên vậy không? Chết rồi chứ còn bữa còn cái đống luôn. Má nguyên bậy chết rồi còn như đây á. Trời nguyên bậy mà con nào nó lên tay ghê không nội. Ui. Chết rồi, quá trời, còn nhiêu đây bữa bay mà lên vậy á, bữa chết hơn này xíu rồi, bữa hồi cũng nhiều rồi, chết á, nhìn cái tai của nó thấy hết hồn, nó chạy hết lưng, chạy hết tai luôn, nó nhìn y như cái con cá hồng kim gì đó không? Chạy hết luôn, hai tay tay dài. Cái bộ này nó mới lên hết tay được nhanh, còn cái bộ mà tay dài hơn nữa nó khó lên lắm. Không như không có cái bộ mà như ý là cái bộ phin si á, đẹp cái nuôi của nó ép xài đẹp ép thằng. Cái bộ phin si á, cái bộ mà lên em thấy nó lên được nửa tay, hai bên nửa tay, cái tay bơi nó dài lắm, cái tay bơi nó gần tới luôn luôn mà. Cái bộ này nó mới lên được vậy nè, má mà nó lên đúng cái tay gì thấy bự ghê. Như Dumbo, ta Dumbo. Hồi xưa hưu luôn à, ngày xưa hưu luôn à. Cái bộ này mà hồi đó mà em bán cho ông kia chắc mấy triệu á. Em mà bán cho cái ông ở dưới. Nếu mà cái này mà về hồi xưa á, là em bán nhất cũng phải chục triệu mà mới đâu mà lấy của em á. Cái nó lên hết lưng luôn rồi, nó lên hết tay hết lưng luôn mà. Bữa bán người kia cái gì đẹp mà giờ nó xuống là cũng 4 triệu à. Tầm đó. Con đẹp thì phải 4 triệu. Nó siêu thu luôn hay gì vậy? Để làm phôi siêu nó nghe đúng không?
tơ con nhỏ mà lên đây tay nè. Nó nhỏ mà nó kéo ghê ta. Đây nè, đợi lên lên nè, con nhỏ thôi, nhưng mà bao full. Con này nhìn là biết nó full rồi, nó nhỏ vậy mới lên giờ full rồi. Hai cặp mà làm nha. Nó đã nha. Này có bầu xong vớt ra đi. Bỏ luôn à. Có đâu. Còn con bự lên. Đợi xíu nữa, mai mai mốt. Đâu con này, mày đẻ rồi nè. Ở cái con này nữa nè, full tay bán cũng chữ mấy nè. Còn cái em đi bông á, đi em thường á, xu á. Giờ cũng bán ấy mà, bán 1.2 triệu cặp được mà. Ấn giờ chính chết. Nhiều vãi nha. Chưa bữa lần trước mấy cặp nó đi chơi thâu, nó đi chơi thâu mấy hả? Em bán hết rồi, em đâu, em không đợi luôn á. Em mắc bộ rồi. Bộ thâu đó em mắc bộ rồi. Ờ con này vậy mà không cũng đợi. Con này vậy mà để đây luôn á, đúng rồi chứ. Cá tạp. Này cá tạp á. Ớ thiệt. Cá tạp biết kia không chứ. Cá tạp. Này cá tạp luôn nè. Dục tùm lum hết. Trời ơi, full go luôn nè. Ở này cá tạp không nè. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Gì còn lại trong đây nữa. Trời, nuôi trong đây đúng không? Nuôi bằng cái này đúng không? Nuôi bằng cái khay gì luôn cũng được luôn không? Dưới đây nè, nuôi dưới đây nè. Dưới đây nè, nhóc mà hiếu, em quẹ ra đây nè, nè thấy không? Ủa rồi, có thay nước không? Không, nó đẻ trứng mà mình thay nước còn rút nước luôn sao? Là không bao giờ thay nước luôn hả? Anh đâu thay nước đâu. Chẳng hạn như hai cái thùng bạc gì rồi em vừa quay về đó đúng không? Vừa thấy đúng không? Là anh nuôi này là gần 3 tháng anh chưa thay nước lần nào. Bạn sinh vi sinh khói nó vẫn sống bình thường. Ủa vậy? Nhưng mà cái con già nó sẽ chết. Nó chết rồi là con non lên, nói chung là con già đẻ xong rồi mình vớt con già cho ăn. Còn con non thì lớn lên. Nó nuôi bằng khay cũng tiện quá. Nó nuôi bằng khay về ngon á. Dự nhiên nuôi miếng về để cho cái giống ăn cũng được. Đây này bao sạch luôn á trời. Con này tương mi tinh khối để đâu ăn bậy đâu. Nó là nó sạch trong sạch rồi. Một phần là con này sống trong nước muối là nó sạch luôn. Nè Hiếu, em nhìn con nhỏ nó bê li ti rồi quá trời luôn, thấy không? Nè. Mình thấy không? Rất là nhiều luôn. Nó dễ sống quá ta. Đừng dễ. Ngày xưa thằng em kia nó cho anh thiếu là cái bịch nó khoảng gấp bự bằng cái ba lần cái này nè, mà bằng cái ba lần này à. Mà anh luôn giờ nó vậy, mà anh cho ăn riết mà nó cũng gần vậy, cho ăn hoài luôn nè, nó cứ vậy hoài luôn. Vậy hoài luôn á. Nãy giờ em có xem bên đây chưa? Em có xem bên đây chưa? Bên đây cũng nhiều lắm á, cứ hồi cho ăn hoài ngon ha. Em kêu anh cứ cho ăn riết vậy, nó rất là nhiều luôn. Lên khác cái sáng rồi giấc miếng cho cá ăn hoài luôn, ngon. Không cần nghẹn được gì hả? Ba
300 đến 500 ngàn đơn. Ai xếp cái này nè, lúc tạo mày là anh làm lúc tạo để trên khói ăn đó, lúc tạo rồi đó đó chung đó gì đó đi ăn mấy đó rồi lúc tạo là luôn luôn cho khói ăn cho mấy tôm mì đó hả? Ờ, anh lấy cái nước này nè, anh đổ ra cho nó ăn đó. Ủa anh không cho anh chơi vừa cho ăn cám thì cho ăn nước tảo đúng không? Lâu lâu anh cho ăn nước tảo nữa. Chứ gì cám cho ăn cùng lâu lâu mới cho ăn mì. Bây giờ cái đẻ hoài hoài luôn đúng rồi.